Hồng Phượng và Đông Dương bị vạch mặt ủ mưu chiếm tài sản từ trước, gài nghệ sĩ Vũ Linh để đi lập phi bằng. Cách đây vài ngày, trong khi vụ đấu đá tranh giành tài sản giữa con gái cố nghệ sĩ Vũ Linh và gia đình em gái cháu gái Hồng Phượng, thì bất ngờ trên mạng xã hội loan truyền một đoạn clip cho thấy nam diễn viên kiêm ca sĩ Đông Dương nói rằng sẽ làm chứng cho Hồng Phượng việc cố nghệ sĩ Vũ Linh để lại tài sản cho cháu gái bằng miệng. Sau khi đoạn clip đăng tải đã gây ra một làn sóng chỉ trích của dư luận, buộc nam nghệ sĩ phải lên tiếng thanh minh. Nam ca sĩ cho biết đoạn clip mà cư dân mạng đang lan truyền trên mạng xã hội đã quay trước đó rất lâu và đó chỉ là những câu nói vui giữa những người thân tình chứ không phải là di chúc miệng hay bất cứ gì. Nam ca sĩ kiêm diễn viên Đông Dương cũng cho biết kể từ ngày ông Hoàng Hồ Quảng qua đời, bản thân anh không có bất kỳ ý kiến hay quan điểm gì đến chuyện gia đình của phía cố nghệ sĩ. Đặc biệt, bản thân nam ca sĩ cũng cho biết anh không bênh ai hay bỏ ai. Vì thế, nam ca sĩ cũng mong cư dân mạng đừng đẩy câu chuyện đi quá xa. Trong clip tôi có nói làm chứng trong thời điểm đó, lúc đó tôi không nghĩ đó là di chúc mà chỉ là những lời tâm sự của gia đình. Tôi không biết đoạn video có hiệu lực trước pháp luật hay không, nhưng tôi xin phép không can dự vào, ca sĩ Đông Dương nói. Đồng thời, Đông Dương cũng khẳng định bản thân anh cũng sẽ không đứng ra làm chứng gì cả. Sau khi tuyên bố sẽ không ra tòa làm chứng bất kỳ điều gì trong vụ kiện tụng tranh giành tài sản giữa Hồng Loan, Hồng Phượng, thì mới đây trên các fanpage lại xuất hiện hàng loạt giấy tờ vi bằng vụ việc Đông Dương đứng ra làm chứng di chúc miệng cho Hồng Phượng. Đáng nói trong loạt vi bằng này có hình ảnh của Đông Dương chụp cùng Hồng Phượng, thậm chí có cả chữ ký của nam ca sĩ được làm từ ngày 5 tháng 3 năm 2023, tức là cùng ngày với nghệ sĩ Vũ Linh qua đời. Với màn lận lọng của Đông Dương đã khiến cư dân mạng phẫn nộ ngày một phẫn nộ hơn. Rất nhiều người lên án nam ca sĩ và cho rằng Đông Dương và Hồng Phượng trước đó đã bắt tay nhau lên kế hoạch từ trước mà không phải mới đây. Trước chỉ trích của cộng đồng mạng về việc nam ca sĩ đứng ra ký xác nhận làm vi bằng, Đông Dương cũng đã lên tiếng thanh minh. Mọi người ơi, cho Dương chia sẻ xíu, đây là vi bằng xác minh cậu nam Vũ Linh có nói như vậy. Và thời điểm đó chỉ có mặt Dương. Dương chỉ ký xác minh đoạn clip đó không bị cắt ghép. Ngoài ra không có ý nghĩa gì khác. Và nội dung vi bằng mà Dương ký cũng chỉ có vậy, không phải là di chúc miệng. Dương cũng khẳng định Dương cũng không ra tòa làm chứng cho di chúc miệng như mọi người. Bất ngờ thay, sau khi lên tiếng giải thích về những vi bằng có chữ ký của Đông Dương, thì nam ca sĩ lại xóa bài viết chỉ sau gần một tiếng đăng bài. Hành động xóa bài của Đông Dương càng khiến cộng đồng mạng đặt nghi vấn nhiều hơn về uẩn khúc trong đây. Hiện tại, vụ lập vi bằng có chữ ký xác nhận của Đông Dương đang lan truyền chóng mặt trên các diễn đàn mạng xã hội và khiến cư dân mạng lên án đòi tẩy chay nam ca sĩ. Một số cư dân mạng bức xúc để lại những lời mắng nhiếc thậm tệ. Tẩy chay thêm Đông Dương nha bà con, lên tiếng thanh minh, thanh nga đồ ha, khinh. Trời âm mưu, ủ mưu lâu rồi, vậy mà làm như ta đây cao cả, họp báo, họp ơ. Này phẩm chất đạo đức cũng giống như con dì ghẻ của bé Vân An thôi, quá ghê gớm. Hèn gì có cái này mới đi kiện mà đổ thừa cho bà sáu báo. Quá ghê gớm, tao mà ra đường thấy con này, tao nhổ nước bọt vào mặt. Chữ ký hình ảnh nó ra văn phòng thừa phát, cố tình giành giành ra đó, mà nó dám nói tôi không tranh giành tài sản. Thấy ghê chưa? Vậy mà họp báo chối leo lẻo, mẹ em đưa đơn chứ em không có biết gì hết. Chúng nó đã ủ mưu từ lâu, mặc dù ốm đau bệnh tật, nhưng nó vẫn không qua mặt được chú Vũ Linh. Chiêu trò nhập hộ khẩu cũng không được, đành phải lừa lúc nhậu say lơ mơ, nó gài để nó qua. Còn ông Đông Dương lúc đầu cũng nghĩ thắng kiện nên sẵn sàng làm chứng ngay, về sau thấy các luật sư phân tích kỹ quá là không thắng được nên mới quay xe thôi, chứ Đông Dương cũng là bỏ đi. Khổ thân nghệ sĩ Vũ Linh sống rất nhân từ mà xung quanh toàn hổ báo lưu manh xảo quyệt, gian tham chờ chẽn. Được biết, kể từ sau buổi họp báo thanh minh, Hồng Phượng, cháu gái Vũ Linh không nhận về bất kỳ sự đồng cảm nào, thậm chí còn bị khán giả tích cực quay lưng và đòi cấm sóng. Cách đây không lâu, Hồng Phượng đã tổ chức buổi họp báo đính chính về loạt ồn ào của gia đình liên quan đến vấn đề tranh chấp tài sản. Tuy nhiên, vì lời nói cộng lý lẽ không đủ tính thuyết phục, nên công chúng càng thêm khó chịu và bức xúc trước những lời giải thích từ cô. Cộng thêm việc con gái Vũ Linh tiết lộ về chuyện phải quỳ lạy, van xin mẹ con Hồng Phượng để được cho ba xuất viện, đưa về nhà càng khiến dư luận phẫn uất. Đỉnh điểm tạo nên làn sóng tẩy chay chính là việc Hồng Phượng tuyên bố làm lá đơn cầu cứu cơ quan chức năng, xin cho gia đình cô được sinh sống tại nhà cố nghệ sĩ Vũ Linh vì lý do vô gia cư. Cụ thể, trên mạng xã hội, hàng loạt group anti mẹ con Hồng Phượng được thành lập với tốc độ nhanh chóng và mạnh mẽ. Trong đó có một nhóm với hơn 36.000 thành viên mang tên Tẩy chay mẹ con Hồng Phượng, ủng hộ Hồng Loan, con gái nghệ sĩ Vũ Linh
đang hoạt động rất tích cực. Chưa dừng lại ở đó, đông đảo khán giả còn gửi tin nhắn đến những nơi Hồng Phượng đang công tác như đài truyền hình, hãng phim, các bầu show ca nhạc để yêu cầu cắt sóng hoặc ngừng hợp tác với cô vì lý do thiếu đạo đức. Thậm chí cộng đồng mạng còn liên tục thả icon phẫn nộ và báo cáo trang fanpage của Hồng Phượng bởi khán giả không chấp nhận một nghệ sĩ có hành động trái với luân thường. Nhưng có lẽ điều đáng buồn nhất chính là việc người hâm mộ dần dần quay xe, chuyển sang anti Hồng Phượng. Không còn một khán giả nào đủ tin tưởng vào con người, đạo đức của cháu gái Vũ Linh sau những phát ngôn và hành động mà mẹ con cô đã gây ra với Hồng Loan. Giờ đây, Hồng Phượng không còn được nhận show đi hát nhiều như trước. Theo suy đoán thì với tình hình tẩy chay mạnh mẽ như hiện tại, con gái cô Sáu chắc hẳn sẽ rất khó lòng mưu sinh. Vì thế, chuyện vô gia cư chắc hẳn sẽ trở thành sự thật đúng với tâm lý mà Hồng Phượng đã chia sẻ trong buổi họp báo. Trước đó, trong buổi họp báo ngày 18 tháng 6, Hồng Loan đã tiết lộ lý do yêu cầu mẹ con Hồng Phượng ra khỏi nhà vì cảm thấy không an toàn khi sống chung. Cô tiết lộ, sau khi ba mất, cô Sáu đã mang những vật phẩm tâm linh để lên bàn thờ, khiến cô cảm thấy rất sợ, nên quyết định phải mời gia đình cô Sáu ra khỏi nhà. Con gái Vũ Linh còn bày tỏ sự buồn bã khi ba ra đi chưa lâu thì gia đình lại xảy ra ồn ào tranh chấp tài sản, khiến bản thân cảm thấy rất hổ thẹn với ba. Tôi không muốn chuyện xấu lan ra ngoài để mọi người chê cười ba, vì khi còn sống ba tôi đã rất kín tiếng về đời tư, hào quang rực rỡ. Hiện tại tôi chỉ mong mọi chuyện mau chóng được giải quyết trong êm đẹp. Tôi mong gia đình được êm ấm, để ba tôi được yên nghỉ. Sau này tôi cũng xin được phép buôn bán ở căn nhà của ba để có thu nhập, lo cho gia đình và để ba tôi được yên lòng. Hồng Loan trải lòng. Cuối cùng Hồng Loan khẳng định sẽ hầu tòa nếu mẹ con cô Sáu vẫn muốn kiện cô để tranh giành tài sản. Ngoài ra cô còn đề nghị Hồng Phượng phải sao kê toàn bộ chi phí trong và sau tang lễ cùng số tiền quyên góp do khán giả gửi tặng cho cố nghệ sĩ Vũ Linh.